Welcome on board. Hãng hàng không Vinhome Grand Park Airlines xin kính chào quý khách. Chuyến bay của chúng ta đang trên hành trình đến xứ sở hoa anh đào. Quý khách vui lòng thắt dây an toàn, dựng thẳng lưng ghế để sẵn sàng nhận nhà ở ngay cùng bay tới Nhật. Kính thưa quý khách, chuyến bay của chúng ta đang chuyển qua nơi được mệnh danh là xứ sở hoa anh đào tại Vinhome Grand Park. Từ đây quý khách sẽ thấy một Nhật Bản nên thơ và an nhiên. Xin kính chào quý khách, hãng hàng không Vinhome Grand Park Airlines xin trân trọng giới thiệu căn hộ thương gia 2 phòng ngủ tại The Origami. Không gian 2 phòng ngủ tại The Origami được thiết kế tối ưu thích hợp cho gia đình có 1 đến 2 con. Phòng bếp ấm cúng để có thể lắp đặt hệ tủ bếp và bồn rửa. Phòng khách rộng rãi là không gian sinh hoạt. Phòng ngủ Master có cửa sổ lớn với tầm view resort ra vườn Nhật nội khu. Nhà vệ sinh bàn giao đầy đủ chậu rửa mặt, bồn vệ sinh và vòi sen. Căn hộ 2 phòng ngủ The Origami được bàn giao tiêu chuẩn cơ bản để quý khách có thể tự sáng tạo không gian riêng theo ý mình. Xin được cảm ơn quý khách đã đồng hành cùng hãng hàng không Vinhome Grand Park Airlines trên hành trình khám phá Nhật Bản thu nhỏ hôm nay. Xin hẹn gặp quý khách và quý cư dân tương lai tại The Origami trong một ngày gần nhất. Xin trân trọng!